Vâng, xin chào toàn thể các quý khách hàng đã quay trở lại với kênh YouTube của Thế Giới Đồ Gỗ 2. Và trong video ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho các bác một trong những cái sản phẩm mới ở bên em, vừa hoàn thiện và vừa cho thợ đục khắc trưng bày. Đó, và cũng được dát vàng cực kỳ là đẹp luôn. Thì trước mặt các bác đây là một cuốn treo lịch hay còn gọi là lốc lịch, có chất liệu làm bằng gỗ hương đá các bác ạ. Chất liệu làm bằng gỗ hương đá các bác nhé. Và ngoài ra nữa thì kích thước chiều cao của nó từ dưới chân ở lên trên phần đỉnh là 70cm và chiều ngang là gần 40cm các bác nhé. Chiều ngang là 40 và chiều cao là 70. Thì ở cái sản phẩm này thì các bác thấy là khi mà hàng năm thì mọi người khi mà ở nhà mỗi năm Tết đến xuân về thì lại thường hay có một cái cuốn lịch mới. Thế nhưng mà làm cho cái việc mà thay đi thay lại bằng những cái cuốn lịch giấy thì nó sẽ không được gọi là an toàn với môi trường. Vì vậy mà có một cái cuốn lốc lịch mà làm bằng gỗ tự nhiên mình sử dụng lâu dài thì quá là hợp lý các bác nhá. Quá hợp lý luôn. Thì với cái cách thiết kế này các bác nhìn này, thiết kế theo hình chữ nhật dạng đứng này. Và ngoài ra nữa thì ở phần trên là như ý chuyện rơi hay là rơi ngậm chữ phúc, thì mang lại cho gia chủ sẽ có sự thịnh vượng và tài lộc. Hơn nữa là cái điểm nhấn chính là ở cái phần mạ vàng, tượng ông Di Lặc này đang vác cái gậy như ý cũng như là vác vàng. Và ngoài ra nữa thì mạ vàng thì quá đẹp luôn các bác nhá. Thế này thì chỉ có mang tài lộc về nhà thôi. Cái sự khoan dung của ông đang cái dáng đứng khoan dung này, và tay cầm cũng như là cái khuôn mặt, trạng thái khuôn mặt nó cực kỳ đẹp các bác nhá. Đó, và với cái hình hài như vậy, với cái hình dạng như vậy, và ông thần Di Lặc này thì lại mang lại cái sự tài lộc hơn nữa. Thì với cái cách thiết kế là mạ vàng nữa thì quá là đẹp các bác ơi. Nó cực kỳ đẹp luôn. Hơn nữa là ở phần dưới là chúc mừng năm mới, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, cực kỳ ý nghĩa. Và tất cả những cái chữ này thì bên em cũng đều là làm mạ vàng hết, trông rất là đẹp các bác nhá. Và một cái tấm này thì bên em là một tấm liền nguyên tấm luôn, và đục lên cũng như là dát vàng vào, chứ không có chắp ghép gì cả các bác ạ. Một tấm nguyên, một tấm liền luôn các bác nhá. Đây em quay cho các bác xem đằng sau này, một tấm liền luôn. Mặt sau thì cũng là gỗ, và đây là cái màu gỗ tự nhiên luôn các bác ạ. Màu gỗ tự nhiên các bác có thể thẩm định được luôn. Thì qua video này thì các bác cũng nhìn thấy, thì một cái phong cách thiết kế thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Nhưng mà những cái họa tiết bên ngoài này các bác thấy đây, những cái họa tiết ở cái phần trên này cũng như phần dưới này đều làm cho cái cuốn lốc lịch nó uyển chuyển hơn, nó mềm mại hơn. Và cái đặc tính của gỗ hương đá thì sử dụng được lâu dài, không lo bị cong vênh mối mọt. Vì vậy mà một cái cuốn lốc lịch này thì cực kỳ phù hợp các bác nhá. Rất là đẹp luôn. Và bây giờ thì em sẽ công khai giá cho các bác luôn. Đấy, công khai giá để các bác xem là cái mẫu này thì là giá bao nhiêu. Cực kỳ hợp lý. Mình mua một lần và sử dụng trọn đời mà giá chỉ có 1.380.000 thôi. 1.380.000 các bác nhá. Đó, thì bên em là ở đối diện công ty giày da, xã Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội. Cơ sở 2 là ở ấp mới 2, cạnh bệnh viện Mỹ Hạnh Nam, ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Bác nào mà ở gần hai khu vực này thì có thể là đến bên em để tham quan cũng như là mua hàng. Bên em thì không chỉ có về tranh tượng mà còn có bàn ghế này, những cái bộ bàn ghế khủng hay là những cái nội thất, tất cả nội thất ở trong gia đình các bác nhá. Vâng, thì một lần nữa thì đừng quên cho em Linh một nút like, share và đăng ký kênh để nhận được những cái thông báo mới từ Thế Giới Đồ Gỗ 2. Và xin chào, hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo. Xin chào.